Ây da, bữa nay làm cái món này hình như bị viêm màng túi hả gì rồi, sao nó nhói nhói hoài vậy ta? Em đố mấy anh chị chứ mấy cái ngoe này là mấy cái ngoe của con gì đó. Điểm 3 tiếng nha, 3, 2, 1, ai đón đúng đi rồi em cho ngoe. Nói chơi chứ đây cũng là lần đầu em với Thạch Heo được cầm trên tay mấy cái ngoe mà nó bự gì luôn á mọi người. Cái này là mấy cái ngoe của con cua hoàng đế, còn gọi là con kinh gáp á mọi người. Coi cái cạn của nó nè, cái cạn này mà nó kẹp dính một cái là bà nội cũng đội vừa khô nữa. Đây là cua hoàng đế mà tụi em chỉ mua mấy cái ngoe không à, chứ không có lấy cái mình mọi người ơi. Hồ mà mua nguyên con là nó tới 2 triệu mấy một ký. Còn nếu mà mua ngoe kiểu này giống tụi em là nó có 1.4 triệu à. Tổng thiệt hại của cái clip hôm nay của tụi em là 1.5 triệu nha mấy anh chị. Trời ơi coi nè, cha xanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu cầm được cái thịt cua hoàng đế trên tay luôn. Chưa kịp ăn nữa mới có nhìn thôi là bắt đầu nó ứ nước miếng rồi. Nói cái gì thì nói chứ phải công nhận mấy cái càng này nó ngọt thiệt mấy anh chị mình ơi. Hèn gì ăn nó mắc tiền quá trời luôn. Không hiểu sao em với Thạch Heo đủ can đảm đặt cái đống này về ăn luôn trời. Thịt thì ăn nó ngọt nó dai, ăn kèm thêm còn có chén muối tôm miền Tây nữa thì ta nói xuất sắc biết mấy luôn.